Sáng 22 tháng 1, tại khu văn hóa thể thao công nhân, đường số 2, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình chuyến xe công đoàn đưa công nhân về quê ăn Tết. Năm nay có 70 chuyến xe miễn phí được tổ chức, đưa hơn 2.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê. Những chuyến xe này có lộ trình phía Nam đến tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh ở Tây Nguyên. Để đảm bảo an toàn, trước khi lên xe, công nhân được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt và lấy mẫu test nhanh.